Về cuộc chiến chống Ebola, nữ y tá Mỹ gốc Việt Nina Phạm đã vừa được xuất viện sau khi các xét nghiệm cho thấy cô không còn nhiễm virus Ebola nữa. Viện Y tế Quốc gia Mỹ đã tiến hành 5 xét nghiệm liên tiếp và kết quả cho thấy không còn virus Ebola trong máu của cô Nina Phạm. Ngay sau khi xuất viện, cô Nina Phạm đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Cô Nina Phạm là trường hợp bị lây nhiễm virus Ebola đầu tiên trên đất Mỹ. Cô và nữ y tá Amber Vinson đã bị nhiễm virus Ebola trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Thomas Duncan, người Liberia, đã qua đời hôm 8 tháng 10 vừa qua tại Mỹ. Hiện cô Amber Vinson đang được điều trị tại một bệnh viện ở Atlanta. Trong lúc này, thì hai bang